có diện tích gần 2.000 mét vuông trên một tầng, nhưng tuy nhiên là có rất là ít những cái người công nhân đứng ở đó. Bởi vì sao? Bởi vì Biontech Hàn Quốc lắp ráp toàn bộ bằng các cái hệ thống robot tự động, chứ không lắp ráp bằng công nhân. Chỉ có một số công nhân đứng ở đó thì làm vai trò là điều khiển máy thôi, điều khiển máy chứ không trực tiếp lắp ráp. Vậy nên là những cái dòng sản phẩm khi mà có bất cứ một cái lỗi gì đó thì nó sẽ lỗi hàng loạt và chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát hơn về mặt chất lượng của sản phẩm, đúng không ạ? Biontech Hàn Quốc được thành lập năm 1986 và hiện tại, tính đến thời điểm hiện tại, tức là trên 30 năm rồi, họ chỉ có nghiên cứu duy nhất một công nghệ này thôi, đó là công nghệ điện giải tạo nước pi. Và hiện tại thì Biontech Hàn Quốc cũng có thị phần số 1 ở trên thế giới về cái công nghệ này. Thị phần số 1 ở trên Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, ở trên toàn thế giới thì họ đang nắm thị phần số 1 về công nghệ này. Và với tập đoàn Biontech Hàn Quốc thì họ là đơn vị mà từng nghiên cứu và phát triển lớn nhất ở trong cái ngành này ở trên toàn thế giới. Cụ thể là họ có nhiều cái bằng phát minh sáng chế nhất. Bằng phát minh sáng chế ở đây là những cái patent ấy, tức là những cái bằng phát minh sáng chế. Thì những cái bằng phát minh sáng chế này được Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc họ cấp cho Biontech Hàn Quốc. Khi mà có nhiều bằng phát minh sáng chế như vậy, đồng nghĩa với việc là đây là đơn vị sản xuất chính gốc, đúng không ạ? Thì chỉ có những đơn vị sản xuất chính gốc thì họ mới có những cái bằng phát minh sáng chế. Và khi mà chúng ta mua sản phẩm của nhà sản xuất chính gốc thì sao ạ? Thì cái việc bảo hành, bảo trì cho chúng ta sau này chúng ta rất là yên tâm, bởi vì họ nắm được về mặt công nghệ, đúng không ạ? Họ nắm được cái công nghệ nguồn để có bất cứ một vấn đề gì thì họ đều xử lý được cho chúng ta. Hiện tại thì Biontech Hàn Quốc đã phát triển được ở 30 chi nhánh ở trên toàn cầu. Trong đó có những đặc biệt là những chi nhánh ở Mỹ, ở Canada, ở những các nước châu Âu và châu Á thì có Úc, Malaysia, Singapore, và đến năm 2015 ấy, thì công ty Euromed Việt Nam đang là đơn vị quản lý và vận hành cái chuỗi cửa hàng thế giới lọc nước, là đơn vị mà đại diện độc quyền cho hãng Biontech Hàn Quốc này tại thị trường Việt Nam. Ở đây thì em xin phép được giao lưu với các anh, với một số anh, là em giao lưu với một anh Lê Quỳnh nhé. Dạ em, vâng, em xin chào anh. Hiện tại thì mình đã sử dụng máy lọc nước chưa anh? Hiện tại thì gia đình chưa xài, nhưng mà mới hôm qua đặt hàng một cái máy Biontech, máy lọc nước RO cho đơn vị sử dụng. Dạ, ok ạ. Ở đây thì không biết là có anh chị nào ở đây thì chúng ta đang sử dụng nước đóng bình đúng không ạ? Các anh chị nào ở đây chúng ta đang sử dụng nước đóng bình thì có thể comment phím 1 giúp em, để em có thể tư vấn giúp anh chị. Ok, ở đây cũng có một... Đây ạ. Ôi trời, ở đây có rất là nhiều các anh chị mà cũng đang sử dụng nước đóng bình đúng không ạ? Thì xin thưa với các anh chị là những cái máy lọc nước thông thường ấy, ở ngoài thị trường bây giờ, và những cái máy, những cái nước đóng bình mà các anh chị đang sử dụng, thì tất cả các loại nước như vậy đều dùng chung một công nghệ, đó là công nghệ thẩm thấu ngược RO, đúng không ạ? Công nghệ RO. Công nghệ RO thì đưa ra được nước tinh khiết, tức là loại bỏ toàn bộ những cái độc tố, những kim loại nặng hòa tan, rỉ sét, bùn đất có trong nước. Nhưng tuy nhiên với công nghệ lọc nước RO thì lại có hai nhược điểm. Một là bị mất hết khoáng, và hai là bị giảm độ pH ở trong nước. Thì đó chính là hai cái nhược điểm chung của công nghệ lọc nước RO. Còn với cái máy tạo nước pi ấy, thì nó khác gì so với cái máy lọc nước RO thông thường, thì chúng ta có thể xem ngay sau đây bằng cái cấu tạo của cái máy tạo nước pi đấy. Máy tạo nước pi thì bao gồm có hai phần, một phần là lọc nước và một phần là điện giải nước. Với một cái máy lọc nước RO thông thường ấy, thì chỉ có duy nhất một phần đấy, đấy là phần lọc nước. Lọc nước là gì ạ? Là bao gồm các cái lõi lọc, đúng không ạ? 6, 7, 8, 9, 10 cấp lọc gì đó ở máy lọc nước RO. Nhưng tuy nhiên cái phần lọc nước của máy tạo nước pi này nó cao cấp hơn so với một cái máy lọc nước RO thông thường, bởi nó vẫn giữ nguyên được khoáng và giữ nguyên được độ pH ở trong nước. Tức là khắc phục được nhược điểm của RO, tức là riêng phần lọc này cao cấp hơn RO rồi. Nhưng tuy nhiên là với bộ phận lọc nước này nó chỉ chiếm khoảng 5% cái giá trị trong toàn bộ cái máy này thôi. Còn 95% cái giá trị còn lại của cái máy nó đến từ cái bộ phận điện giải ấy, là cái bộ phận mà tất cả các máy lọc nước thông thường không có. Và cái máy này được gọi là công nghệ điện giải tạo nước pi là như vậy. Ở bên bộ phận điện giải này thì được cấu tạo bởi các cái bản cực điện giải âm và dương này ạ. Và giữa các cái bản cực này là các cái màng trao đổi ion,
giữa các bản cực. Cấu tạo là như vậy. Các cái bản cực ở đây thì được làm bằng các cái vật liệu đều là những vật liệu hết sức đắt đỏ, đó là titanium và platinum, tức là titan và vàng trắng. Đấy, nhờ những cái cấu tạo đặc biệt như vậy thì cái máy tạo nước pi này nó tạo ra được một thứ nước vẫn gọi là nước pi đấy, vẫn truyền thông với các anh chị là nước pi đấy, đúng không ạ? Nước pi là nước mà bao gồm có bốn cái đặc tính sau đây mà nước thông thường không có. Cái máy tính của, xin lỗi anh chị, bởi vì là cái máy tính nó đang bị đơ một chút, cho em mượn tờ catalog. Đã, xin phép được thông qua cái hình ảnh bởi vì cái máy tính hơi đơ. Cái máy tạo nước pi này thì tạo ra được cái thứ nước được gọi là nước pi với bốn cái đặc tính. Đặc tính đầu tiên là dầu ion khoáng, đặc tính thứ hai là nó có chất chống oxy hóa mạnh, thứ ba là nước mà kiềm tính, và thứ tư là nó có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Đó là bốn cái đặc tính đều có lợi cho sức khỏe, và cả bốn đặc tính này chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được thông qua một số những cái thí nghiệm mà em sẽ cùng với các anh chị làm ở trên này. Thì trước khi đến đến phần thí nghiệm ấy, thì em cũng xin phép được giúp các anh chị chúng ta hiểu hơn về cái cấu tạo của nước pi bằng những cái câu hỏi của anh chị. Không biết là anh chị ở đây á, thì chúng ta còn anh chị nào mà chúng ta còn thắc mắc liên quan đến cấu tạo của máy tạo nước pi không ạ? Em xin phép được chia sẻ lại ạ. Các anh chị nào đang thắc mắc về cấu tạo của máy tạo nước pi không ạ? Ok. Hiện tại thì các anh chị cũng đang không còn thắc mắc liên quan đến cái cấu tạo của máy tạo nước pi rồi, đúng không ạ? Ok. Ở đây có anh chị đang yêu cầu chia sẻ lại, đúng không? Đây là cái cấu tạo của máy tạo nước pi đấy ạ. Nó bao gồm có hai phần, một phần là lọc nước và một phần là điện giải nước. Thì với cái cấu tạo này á, thì nó tạo ra được một thứ nước đặc biệt người ta gọi là nước pi, với bốn cái đặc tính là nước dầu vi khoáng, có chất chống oxy hóa mạnh, là nước kiềm tính và có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Và giống như em trao đổi với các anh chị á, là bốn cái đặc tính có lợi cho sức khỏe này của nước pi chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường được thông qua một số cái thí nghiệm mà em sẽ cùng với các anh chị làm trên một cái hình ảnh của một cái camera khác các anh chị nhé. Cái camera mà em chuẩn bị làm ấy có tên, cũng tên là Công Anh á, thì các anh chị để ý ở trên cái camera đó các anh chị nhé. Bật tiếng lên ra Công Anh ơi. Âm thanh đúng không ạ? Ok, các anh chị hiện tại có anh chị nào mà đang gặp vấn đề gì đó thì các anh chị có thể comment giúp em được không ạ? Hoặc là các anh chị có thể mở mic lên nói để em có thể nghe thấy ạ. Ok, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu và làm thí nghiệm với từng đặc tính một ngày hôm nay. Tức là đặc tính đầu tiên là đặc tính về chất chống oxy hóa, thì giống như vừa rồi em có trao đổi, thì với cái đặc tính này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đo được. Ở đây thì em sẽ chuẩn bị các loại nước như sau ạ. Đầu tiên đây là nước máy, tức là nước mà chưa qua bất cứ một công nghệ lọc nào cả. Đây là nước máy. Thứ hai là em sẽ chuẩn bị nước tinh khiết đóng chai đóng bình, hay là nước lọc qua công nghệ thẩm chống nước Aero đấy. Chúng ta sẽ cho một lượng nước là bằng nhau. Loại nước thứ ba, chắc chắn rồi là chúng ta sẽ lấy nước pi trực tiếp là từ máy tạo nước pi đấy ạ.
lượng nước chúng ta sẽ cho là tương đương nhau đúng không ạ? Trên tay em đây là cái bút đo về chỉ số hydrogen. Đây hydrogen chính là một trong số các cái chất chống oxy hóa rất mạnh có trong nước, và ngay sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi đo từng cái cốc này để xem chỉ số của các cốc nước này thì nó khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Em đang bắt đầu mở máy và máy nó đang hiển thị ở chỉ số là 0. Với cốc nước đầu tiên ấy là cốc nước máy chưa qua bất cứ công nghệ lọc nào cả, thì chúng ta sẽ cắm cái bút vào, chúng ta nhìn thấy ngay chỉ số của nó ở đây đang là 0, đúng không ạ? Chỉ số là 0, nó không có sự biến đổi. Với cốc nước thứ hai đấy là nước tinh khiết đóng chai đóng bình ạ, thì lúc cũng là cái chỉ số là 0, đúng không ạ? Chỉ số là 0, không thay đổi. Và thứ ba đấy ạ là nước pi đấy ạ. Nước pi thì ngay lập tức các anh chị có thể nhìn thấy được chỉ số nhảy rất nhanh, đúng không ạ? Chỉ số nhảy lên đến 1000 và hơn 1000 đấy ạ. Đây là chỉ số oxy hóa, chỉ số hydrogen có trong nước. Chúng ta sẽ đo lại với đây là nước tinh khiết đóng chai đóng bình, nó lại về 0, đúng không ạ? Quay trở lại với nước máy cũng ở 0, đúng không ạ? Một lần nữa chúng ta quay trở lại nước pi đi ạ. Đó là các anh chị nhìn thấy chỉ số nhảy rất nhanh, đúng không ạ? Chỉ số nhảy rất là nhanh, trên 1000 rồi. Chứng tỏ là trong ba cái loại nước này thì duy nhất nước pi là có chất chống oxy hóa, đúng không ạ? Là duy nhất nước pi có những cái hàm lượng hydrogen, thậm chí hàm lượng hydrogen ở trong này rất là cao. Oxy hóa các anh chị có thể hình dung như sau ạ. Ví dụ là chúng ta để một quả táo ở ngoài trời mà chúng ta cắt đôi ra, sau một vài ngày nó bị thâm đen thì người ta gọi là oxy hóa, thậm chí là vài giờ, đúng không ạ? Hay là chúng ta da chúng ta bị nhăn nheo ấy, bị già hóa thì người ta vẫn gọi là oxy hóa hay là lão hóa đấy. Thì ở trong nước pi có chất chống oxy hóa mạnh như vậy thì nó sẽ giúp làm chậm đi quá trình oxy hóa lão hóa. Và một cái thí nghiệm tiếp theo để chúng ta sẽ chứng minh được nước pi có chất chống oxy hóa đặc biệt như thế nào bằng một cái thí nghiệm thứ hai, đó là thí nghiệm về cái chất chống oxy hóa đấy. Thì trên tay em đây là cái lọ thuốc betadine, đây là lọ thuốc sát khuẩn, và cái thuốc betadine này thì có tức là có mức độ oxy hóa rất là cao, mức độ oxy hóa rất là cao. Thì sau đây thì chúng ta sẽ cho một lượng betadine bằng nhau vào trong ba cái loại nước ở trên này. Đầu tiên là nước máy ấy, chúng ta sẽ cho vài giọt, 3, 4, 5 giọt, 5 giọt, được chưa ạ? Một lượng betadine chúng ta cho vào là bằng nhau, đúng không ạ? Ngay sau đây chúng ta sẽ khuấy đều các cốc nước này lên, khuấy đều các cốc nước lên. Đó, như các anh chị nhìn thấy ở hai cốc nước thường ấy, một cốc là nước máy và một cốc là nước tinh khiết đóng chai đóng bình, và cốc thứ ba là nước pi. Thì chúng ta nhìn thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa ba cốc, đúng không ạ? Với hai cốc nước thường ấy, thì màu nó vẫn có màu vàng, tức là vẫn có betadine ở trong đó. Nhưng mà với nước pi ấy, thì những cái betadine vừa rồi chúng ta nhỏ vào màu vàng ấy, thì nó hoàn toàn chuyển sang cái màu trắng trong như này. Tức là trong nước pi có chất chống oxy hóa thì nó sẽ giúp làm tức là trung hòa các cái gốc gây ra oxy hóa, trung hòa các gốc gây ra oxy hóa. Một số những cái loại thực phẩm mà chúng ta được gọi là tốt, một số các loại thực phẩm mà chúng ta được gọi là tốt ấy, ví dụ như vitamin C trong cam xanh hay trà xanh nguyên chất, hay là những cái loại thực phẩm chức năng mà chúng ta được gọi là tốt thì cũng có chất chống oxy hóa. Thì chúng ta sẽ làm một cái thí nghiệm như sau ạ. Đây là một cái lọ vitamin C. Cái lọ vitamin C này thì cũng rất dễ để chúng ta mua ngoài hiệu thuốc, đúng không ạ? Giống như em vừa trao đổi thì vitamin C cũng có chất chống oxy hóa. Thì chúng ta sẽ lấy một viên vitamin C chúng ta thả vào cốc này ạ. Thả vào cốc nước màu vàng vừa rồi, đúng không ạ? Là cái cốc mà chưa khử được chất oxy hóa. Và trong đó chúng ta sẽ ngoáy đều cái cốc này lên. Ngoáy đều cái cốc này lên. Đó, là các anh chị nhìn thấy ngay được là sự biến đổi, đúng không ạ? Là các anh chị nhìn thấy được sự biến đổi giữa cái cốc nước này khi mà chúng ta cho vitamin C vào, thì chúng ta cũng có thể thấy là vitamin C cũng có chất chống oxy hóa giống như nước pi, đúng không ạ? Có chất chống oxy hóa giống như nước pi. Và điều này nó khẳng định rằng là chất chống oxy hóa ở trong vitamin C thì cũng có ở trong nước pi. Và các anh chị hình dung là với những cái loại mà vitamin C giống như vừa rồi em làm thí nghiệm ấy, thì đây được gọi là thuốc, đúng không ạ? Thì chúng ta phải uống, phải có liều lượng, phải có liều lượng. Nhưng tuy nhiên là với nước pi chúng ta hoàn toàn có thể uống hàng ngày thay cho nước thường được, không cần liều lượng gì cả. Chúng ta uống thay cho nước thông thường thôi là được ạ. Thì bằng việc đơn giản như vậy thôi thì chúng ta cũng đã giúp cho cơ thể của chúng ta có được gì ạ?
có được các cái chất chống oxy hóa và giúp làm chậm đi quá trình lão hóa oxy hóa, giúp cho chúng ta được nâng cao hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng. Các bác sĩ thì rất đề cao đến cái đặc tính này của nước pi, và các bác sĩ vẫn cho rằng đây là một trong đặc tính giúp cơ thể của chúng ta được phòng bệnh một cách chủ động. Phòng bệnh một cách chủ động tức là chúng ta nâng cao hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng để phòng bệnh, đúng không? Thì đó chính là cái đặc tính đầu tiên. Chúng ta có thể chuyển sang một cái thí nghiệm thứ hai ngay sau đây. Thí nghiệm thứ hai này thì em sẽ tiếp tục chuẩn bị các cái loại nước như sau ạ. Loại nước đầu tiên ở đây là nước máy, tức là nước chưa qua bất cứ một công nghệ lọc nào cả. Nước thứ hai ở đây là nước tinh khiết đóng chai đóng bình, hay là lọc qua công nghệ thẩm thấu ngược RO đấy. Loại nước thứ ba mà em chuẩn bị ở đây là nước ngọt có ga, hay còn gọi là nước soda. Đây là loại nước thứ ba. Và loại nước thứ tư đó là nước pi em lấy trực tiếp ra từ máy tạo nước pi, đúng không ạ? Ta cho lượng nước là tương đương nhau, đúng không? Thì thí nghiệm thứ hai này thì chúng ta sẽ đo độ pH ở trong nước. Thì chia tay em đây là lọ thuốc thử pH, nó giống như quy tí hóa học ấy, nhưng dưới dạng dung dịch. Và sau khi chúng ta nhỏ một lượng bằng nhau vào trong các cốc nước này thì các cốc nước nó sẽ biến đổi màu theo cái giải màu pH ở trên này. Giải màu pH thì nó chạy từ 0 đến 14 và trung tính là ở 7. Tức là mà khi nước nó chuyển sang cái màu từ cái 7 là màu xanh lá cây thì là nước mang tính trung tính, đúng không ạ? Nước chuyển sang màu vàng, màu đỏ là nước mang tính axit. Trong cái đó nước chuyển sang màu xanh dương cho màu tím là nước mang tính kiềm. Ngay sau đây em sẽ nhỏ một lượng bằng nhau ở trong các cốc nước này. Đầu tiên là nước máy. 5 giọt. 2, 3, 4, 5. Nước tinh khiết đóng chai đóng bình, nước ngọt có ga đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Cuối cùng là nước pi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 giọt bằng nhau, đúng không ạ? Ngay lập tức thì chúng ta đã nhìn thấy bốn cốc nước này biến đổi thành bốn màu khác biệt nhau hoàn toàn rồi, đúng không ạ? Khác biệt nhau hoàn toàn. Dựa vào trong cái thang màu pH ở trên này thì các anh chị có thể thấy được rằng là đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là nước máy thì nó đang có màu xanh, tức là ở khoảng trung tính, đúng không ạ? Nước thứ hai ở đây là nước tinh khiết đóng chai đóng bình hay nước lọc qua công nghệ thẩm thấu ngược RO thì nó có màu vàng, đúng không ạ? Màu vàng tức là mang tính axit. Thì đây chính là điểm một trong hai cái điểm trừ của máy lọc nước RO nói chung. Một là bị mất hết khoáng và hai là bị giảm độ pH ở trong nước, chính là như thế này. Thế là nước máy sau khi mà lọc xong thì độ pH nó bị giảm. Nước thứ ba ở đây là nước ngọt có ga hay gọi nước soda ấy, thì có tính axit rất là mạnh, đúng không ạ? Với độ pH rất thấp, chỉ khoảng 3,5 thôi, đúng không ạ? Khoảng 3,5. Còn cuối cùng ạ, là nước pi. Đó, là nước pi lấy trực tiếp từ máy tạo nước pi, chúng ta có thể thấy là nước pi nó đang có màu tím, đúng không ạ? Là nước duy nhất ở trên này mang tính kiềm. Là nước duy nhất ở trên này mang tính kiềm. Thì rất là rõ chúng ta có thể nhìn thấy được bốn cái loại nước với bốn cái màu sắc khác nhau hoàn toàn này, đúng không ạ? Và các anh chị hình dung là cái độ pH thì nó cực kỳ ý nghĩa với cơ thể, bởi vì độ pH ở trong máu của mình ấy, thì luôn xấp xỉ ở mức là 7,4, tức là hơi kiềm nhẹ một chút. 7,4 là hơi kiềm, tức là trên màu xanh một chút. Đó, độ pH ở trong máu. Nhưng hàng ngày á, thì cái độ pH ở trong máu nó luôn có xu hướng là bị kéo về phía axit bằng rất nhiều các nguyên nhân khác nhau mà trong y khoa người ta vẫn gọi là dư axit ở trong cơ thể. Thì dư axit nó đến từ rất nhiều các nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là do chúng ta uống các loại nước mang tính axit, nó sẽ gây nên dư axit ở trong cơ thể. Em có thể làm một cái ví dụ với các anh chị đấy, là chúng ta có một cái cốc nước máy này, là cốc nước có độ pH gần nhất với độ pH ở trong máu, đúng không ạ? Tức là gần nhất với lại 7,4. Và khi mà chúng ta hàng ngày chúng ta cho trẻ nhỏ thì chúng ta uống những ngọt có ga chẳng hạn thì nó sẽ như thế này ạ. Đó, chỉ cần một chút nước ngọt có ga vào, ngay lập tức thì các anh chị nhìn thấy được cốc nước nó biến đổi sang cái màu vàng, đúng không ạ? Là cái màu của axit. Thì đây chính là một trong những cái tác nhân gây nên dư axit ở trong cơ thể. Ngoài ra còn rất là nhiều những nguyên nhân khác mà chúng ta không thể tránh được, ví dụ như các anh chị rượu bia, thuốc lá thì chắc chắn dư axit. Những người mà suy nghĩ nhiều, stress, hoạt động mạnh quá sức, thậm chí là cáu giận hay thức khuya, nó gây nên dư axit. Đó là lý do tại sao những cái người mà bị đau dạ dày ấy, là chỉ cần cáu giận hay chúng ta stress vì công việc hay chúng ta thức khuya là chúng ta cũng cảm thấy đau, đúng không ạ? Một trong những nguyên nhân mà lớn nhất dẫn đến dư axit ở trong cơ thể đến từ 85% thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, đến từ các loại thức ăn mà dầu đạm, dầu đường như là thịt, cá, trứng, sữa, rồi các loại ngũ cốc sẽ dẫn đến dư axit. Có một cái ví dụ thực tế ấy, là một số các anh chị nào mà bị gút ấy,
Một số ngày chị nào bị gút mà hôm nào mà có bạn bè rủ đi ăn hải sản, đi ăn thịt chó là rất là sợ đúng không ạ? Bởi trong hải sản, trong thịt chó là chứa rất là nhiều các cái chất đạm đúng không ạ? Và bản thân cái sản phẩm trung gian của cái chất đạm đó khi mà đi vào trong cơ thể chính là axit, và cụ thể đây là axit uric. Axit uric khi mà lắng đọng vào cơ khớp thì nó sẽ tạo nên cái bệnh gút như vậy. Thì đó chính là hai cái hậu quả khác nhau, một là dạ dày rồi đến gút. Ngoài ra thì cái bệnh dư axit này thì nó sẽ gây ra rất là nhiều các loại bệnh khác nữa. Và một trong số các cái giải Nobel được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây đó là giải Nobel năm 1931 của ông Otto Hendrik Warburg. Đây là một tiến sĩ người Đức. Sau khi nghiên cứu qua hơn 10.000 ca ung thư ở Mỹ và Canada, thì ông mới đưa ra được công trình nghiên cứu để đạt cái giải Nobel năm 1931. Ở trong này thì ông có nhấn mạnh là tế bào ung thư được hình thành ở trong hai điều kiện là có quá nhiều axit ở trong dịch cơ thể và các mô thiếu hụt oxy. Tức là tế bào ung thư là tế bào nó ưa môi trường axit, còn tế bào khỏe mạnh là tế bào ưa môi trường kiềm. Tế bào khỏe mạnh là ưa môi trường kiềm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như mà chúng ta có một cái mô phỏng rất là nhanh như sau ạ? Chúng ta sẽ mô phỏng với đây là hai cơ thể mà dư axit giống như nhau, đúng không? Đây là hai cơ thể dư axit giống như nhau, và chúng ta sẽ cho một người uống nước thường, một người uống nước tinh khiết đóng chai hay nước đóng bình hay nước qua aero thông thường, đúng không ạ? Và một người uống nước pi thì nó sẽ khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Thì đây ạ, đây chính là người uống nước thường. Ok, là một người uống nước thường thì ngay lập tức chúng ta thấy được là cái màu sắc nó vẫn giữ nguyên ở cái màu vàng, nó không có sự biến đổi, đúng không ạ? Không có sự thay đổi. Còn với một người uống nước pi ạ, với một người uống nước pi thì khác biệt hoàn toàn, đúng không ạ? Khác biệt hoàn toàn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái màu sắc khác biệt hoàn toàn giữa hai cốc nước, đúng không ạ? Tức là một người uống nước thường thì không giúp trung hòa axit ở trong cơ thể được, còn một người uống nước pi ạ thì chúng ta hoàn toàn thấy được là sự khác biệt đó là nó giúp trung hòa axit ở trong cơ thể. Thì từ cái việc mà chúng ta cân bằng được axit ở trong cơ thể cũng chính là cái việc chúng ta ngăn những cái loại bệnh được gây nên bởi dư axit, trong đó có gì ạ? Trong đó có dạ dày, đúng không ạ? Trong đó có gút do dư axit uric, và đây chính là một trong những cái liệu pháp giúp phòng ung thư từ thời điểm ban đầu là như vậy. Thì đó chính là đặc tính thứ hai của nước pi, đó là nước pi là nước mang tính kiềm, đem lại chúng ta rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau. Và một đặc tính thứ ba nữa, một đặc tính cuối cùng mà chúng ta cũng có thể làm thí nghiệm ngay trên này, đó là nước pi là nước mà có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Thì em sẽ làm một cái thí nghiệm rất là nhanh, là thí nghiệm chúng ta sẽ pha trà bằng nước nguội, đúng không? Pha trà bằng nước nguội. Trên này thì em có chuẩn bị trước một cái gói trà đấy ạ. Đây là gói trà trà mạn nhé. Đặc biệt là cái gói trà này thì rất nổi tiếng ở vùng quê Thái Nguyên, đúng không ạ? Thái Nguyên trồng rất là nhiều loại trà và đưa ra rất là nhiều được gọi là đặc sản trà đấy. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cho vào hai cái cốc nước này một lượng trà bằng nhau, đúng không ạ? Một lượng trà này bằng nhau. Chúng ta sẽ cho một lượng bằng nhau vào hai cốc. Em sẽ cho thêm mỗi bên một chút. Mỗi bên một chút, đúng không ạ? Rồi. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiến hành pha trà vào nước nguội như sau ạ. Đơn giản là chúng ta chỉ cần cho nước vào trà thôi, đúng không ạ? Đơn giản là chúng ta cho nước vào trà. Chúng ta sẽ cho cùng lúc đi ạ. Một bên là nước thường và một bên là nước pi. Rồi, đây là nước thường đi ạ. Đây nước thường. Còn bên này là nước pi. Dạ, lượng nước của chúng ta cho là tương đương nhau, đúng không ạ? Tương đương nhau. Hai bên cho bằng nhau một chút đấy. Đó, tương đương nhau. Thì như các anh chị có thể nhìn thấy được ngay là màu sắc khác biệt hoàn toàn giữa hai cốc, đúng không ạ? Sự khác biệt hoàn toàn về màu sắc giữa hai cốc. Với bên cốc nước thường đấy thì màu rất là nhạt, đúng không ạ? Còn bên nước pi đấy thì nó đậm màu trà rất là nhiều, đậm màu trà rất là nhiều. Thậm chí khi chúng ta ngửi mùi hay thử vị ấy, thì thấy mùi và vị ở bên nước pi nó đậm mùi và đậm vị rất là nhiều khi nước thường. Với nước thường khi mà chúng ta pha trà vào nước nguội như thế này, thì điều này nó chứng tỏ cái điều gì ạ? Điều này nó chứng tỏ là nước pi nó có cấu trúc cụm phân tử nước nhỏ. Với nước thường ấy thì cụm phân tử nước nó bao gồm từ 15 cho đến 20 phân tử trên một cụm phân tử nước. Và sau khi mà qua máy tạo nước pi nó chia nhỏ cụm phân tử nước ra chỉ còn 4 cho đến 6 phân tử trên một cụm phân tử nước thôi. Rất là nhỏ nên nó mới xuyên vào các cái thớ trà để nó lấy ra được cái màu sắc, lấy ra được những hương vị của trà. Thì điều này nó có ý nghĩa không ạ? Nó cũng không ý nghĩa đâu, bởi vì là nó ý nghĩa hơn hết ấy, trên ý nghĩa hơn hết đó là liên quan đến sức khỏe của chúng ta.
đó là với cấu trúc của nguyên tử, nước nhỏ như này thì nó cực kỳ ý nghĩa đối với sức khỏe, bởi vì nó sẽ giúp thẩm thấu nhanh để thải độc nhanh. Chỉ mất 1 phút thì nước pi nó sẽ đến được điểm xa nhất ở trên cơ thể, đấy là các tế bào da. Trong khi đó đối với nước thường phải mất tối thiểu là 30 phút. Nên là trong trường hợp mà các anh chị có đi chơi thể thao hay đi làm về mệt á, mà chúng ta uống 1 đến 2 cốc nước thường thì không bao giờ thấy hết khát ngay, thậm chí nó gây óc ách ở trong bụng nếu chúng ta uống nhiều, đúng không ạ? Còn với nước pi thì gần như là ngay lập tức chúng ta sẽ thấy hết khát, tức là giải khát rất là nhanh. Và nước pi này nó cũng sẽ thải độc rất là nhanh bằng việc đặc biệt là thải độc rượu bia. Ở trong Zoom ngày hôm nay á, mà có các anh á, anh nào mà chúng ta uống rượu bia tiếp khách nhiều á, chúng ta uống rượu bia nhiều á, thì chúng ta hãy sắm ngay một cái máy tạo nước pi về để chúng ta sử dụng. Đó là trước khi mà đi uống nước trước, tức là trước khi đi uống rượu bia và sau khi uống bia về mà chúng ta uống 1 đến 2 cốc nước pi, thì cái đầu tiên chúng ta thấy là hơi thở chúng ta không bị nồng nặc của bia rượu. Và thứ hai là nếu như ngày hôm trước cũng quá chén ấy, thì ngày hôm sau nó không bị mệt mỏi, không bị đau nhức cơ thể và chúng ta hoàn toàn có thể làm việc được bình thường ở cái buổi ngày hôm sau mà không gặp bất cứ một cái liên quan đến mệt mỏi hay đau đầu từ dư âm từ hôm trước. Thì đó chính là điều rất là đặc biệt. Và đặc biệt là với tính năng thải độc nhanh như vậy thì nó sẽ giúp cho các cái bệnh nhân mà mới ốm dậy thì thải độc rất là nhanh, thải độc rất là nhanh. Ngoài ra thì với cấu trúc của nguyên tử nước nhỏ nó sẽ tác dụng nhất định với một số căn bệnh mà liên quan đường ruột. Có một số khách hàng mà sử dụng máy tạo nước pi rồi và họ có phản hồi lại là sau khoảng 7 tối đa là 10 ngày á, thì cái hiện tượng táo bón ở trong người thân trong gia đình của họ á, thì hoàn toàn biến mất. Thì đó cũng chính là cái sự nổi trội của cái sản phẩm máy tạo nước pi này khi mà có mặt ở trong gia đình của mình. Toàn bộ những cái đặc tính, những cái lợi ích của nước pi này liên quan đến các loại bệnh thì đều được nghiên cứu và công bố ở trên trang PubMed. Đây là một trang uy tín nhất thế giới về các công trình nghiên cứu y khoa của Học viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Ở trên này người ta đã có những cái thử nghiệm lâm sàng và công bố khoa học về tác dụng của nước pi với các loại bệnh khác nhau. Ngoài ra thì với sản phẩm máy tạo nước pi của BioNTech Hàn Quốc chính là thiết bị duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ, tức là FDA Hoa Kỳ, họ công nhận là thiết bị y tế loại 1 để sử dụng trong gia đình. Và đây cũng chính là sản phẩm duy nhất tính đến thời điểm hiện tại được Bộ Y tế Việt Nam phân loại về trang thiết bị y tế và cấp quyền quảng cáo trang thiết bị y tế đối với sản phẩm này. Và trên một cái máy tạo nước pi nó rất là nhỏ gọn như thế này á. Rất nhỏ gọn như này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể treo tường được, để bệ bếp được. Và một cái máy nhỏ gọn như vậy thì chúng ta lại lấy được 8 loại nước khác nhau ạ. 8 loại nước khác nhau để phục vụ cho hầu hết tất cả các mục đích sử dụng liên quan đến nước. Ở trong đó có gì ạ? Anh camera có thể quay sát vào cái máy này để chúng ta có thể thấy rõ được về cái cách sử dụng của máy này. Khi mà sử dụng máy này á, chúng ta chỉ cần xoáy cái phím xoay này sang bên phía tay trái, tức là sang bên phía open. Sau đó là chúng ta lựa chọn các mức nước khác nhau ở trên này. Ở đây thì chúng ta có mức purify đấy ạ, là mức mới qua bộ phận lọc chứ chưa qua điện giải. Thì nước này dùng để uống thuốc tây. Mức nước số 1 ở đây á là mức nước có độ pH 7,5 thì dành cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và người lớn ở trong tuần đầu tiên sử dụng. Mức nước số 2 là mức nước có độ pH là 8,5. Đây là nước mà dùng cho người lớn uống hàng ngày thay cho nước thường để đem lại cái tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh giống như vừa rồi em có chia sẻ ở phần trên. Mức nước số 3 này thì là mức nước dùng để chúng ta nấu nướng hàng ngày thay cho nước thông thường. Và mức số 3 này cũng dùng để cho chúng ta uống thải độc rượu bia, giúp chúng ta thải độc khi mà chúng ta mới ốm dậy. Mức nước số 4 ở đây á là mức nước có độ pH là 10.0, dùng để chúng ta ngâm rau củ quả lần cuối, tráng bát đĩa lần cuối. Và đây cũng chính là mức nước mà cho các bệnh nhân uống theo sự chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra ở trên này có chế độ acidic ạ, là chế độ 3.5 này, là nước axit điện giải mạnh, là để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta sát khuẩn những cái vết thương hở, vết bỏng, sát khuẩn những cái vết thương ngoài da, rồi chúng ta có thể nhỏ mắt khi bị đau mắt đỏ. Và ngoài ra có một loại nước cuối cùng nữa là khi mà anh chị lựa chọn độ pH là 8.5 và 9.5 đấy, thì cái nước đó sẽ sinh ra ở bên vòi bên dưới, nó sẽ sinh ra ở bên vòi bên dưới, đấy, chính là vòi acidic này, sinh ra ở vòi bên dưới. Thì cái nước này có độ pH 5.5, chúng tôi vẫn gọi là nước hoa hồng bởi nó có độ pH tương ứng với nước hoa hồng. Độ pH tương ứng với nước hoa hồng. Nước hoa hồng để làm gì ạ? Để chúng ta tẩy trang sau khi trang điểm, để chúng ta gội đầu, súc miệng, rửa mặt, để chúng ta đánh răng. Và nước hoa hồng này thì chị phụ nữ chúng ta sẽ dùng nhiều hơn là các anh đàn ông, đúng không ạ? Vậy nên là ở trong Zoom ngày hôm nay có những chị em phụ nữ nào thì chúng ta cũng biết được rất rõ về tác dụng của nước hoa hồng rồi, đúng không ạ? Thì đó chính là những cái đặc tính, những cái tính năng đặc biệt nổi trội của sản phẩm máy tạo nước pi này so với các cái loại nước thông thường mà chúng ta vẫn thường gặp hàng ngày.
Em xin phép được kết thúc cái phần thí nghiệm tại đây và chúng ta sẽ gặp nhau ở trên cái màn hình chính của chương trình hôm nay. Xin mời cái góc camera khác cho anh chị nhé. Em đã quay trở lại rồi đó. Em quay trở lại với các anh chị ở một cái màn hình camera khác để các anh chị chúng ta có thể giao lưu với nhau bằng các cái câu hỏi. Có bất cứ câu hỏi nào mà các anh chị đang thắc mắc liên quan đến sản phẩm máy tạo nước pi này thì các anh chị vui lòng đặt những câu hỏi ở dưới phần comment các anh chị nhé, để em có thể trả lời các anh chị. Và rất là vui mừng vì hiện tại trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta có đến 60 người, tức là 60 anh chị mà đang quan tâm đến sức khỏe, 60 anh chị mà đang quan tâm đến cái sản phẩm để mà giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và em trước khi mà đến với cái phần giải đáp các cái câu hỏi của các anh chị dưới phần comment ấy, em xin phép được chia sẻ màn hình để có thể nói lại cho các anh chị về những cái mà vừa rồi chúng ta chưa được nhìn thấy rõ. Ví dụ đây là các cái đường link ở trên trang PubMed ạ. Trên trang PubMed họ đã có những cái thử nghiệm lâm sàng và công bố khoa học về tác dụng của nước pi với các cái loại bệnh khác nhau. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kiểm chứng được ở trên những cái đường link này. Ngoài ra thì với cái sản phẩm máy tạo nước pi của BioNTech Hàn Quốc chính là thiết bị duy nhất được FDA Hoa Kỳ, là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ công nhận là thiết bị y tế loại 1 để sử dụng trong gia đình, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào đường link của chính phủ Hoa Kỳ là fda.gov này, và search với từ khóa là BioNTech là tên cái hãng này, thì chúng ta sẽ ra được một cái bảng thông tin như này. Ở đây là có mục thiết bị đấy ạ, đúng không ạ? Mục thiết bị glycochemistry này, thiết bị y tế này, thiết bị y sinh này. Device class đây là loại 1 đấy ạ. Thiết bị y tế loại 1 cho tất cả các model của BioNTech Hàn Quốc. Hiện tại thì BioNTech Hàn Quốc họ đang bán ở Việt Nam với các cái có 60 model khác nhau. Nhưng ở trên thế giới thì họ bán rất nhiều các model khác, rất nhiều model khác. Và đây cũng chính là thiết bị duy nhất được Bộ Y tế Việt Nam ấy, phân loại về trang thiết bị y tế và được cấp quyền quảng cáo là một trang thiết bị y tế để thay cho máy lọc nước. Thì đó chính là những cái mà em muốn chia sẻ với các anh chị trước khi mà chúng ta đến với cái phần câu hỏi ngày hôm nay. Ok, ngay sau đây thì các anh chị mà có câu hỏi á thì chúng ta để dưới phần comment này các anh chị nhé. Em xin phép được trả lời những câu hỏi từ trên xuống dưới. Dạ. Ở trên này thì em có thấy một số các anh chị mà chúng ta xin lại cái slide và xin lại cái video thí nghiệm ấy ạ. Thì em cũng đã có một cái video thí nghiệm quay lại sẵn rồi. Quay lại sẵn thì sẽ gửi đến các anh chị. Thì các anh chị có thể vui lòng là inbox cho Thế giới lọc nước các anh chị nhé. Inbox cho các bạn chuyên viên Thế giới lọc nước để chúng ta có thể nhận được cái video thí nghiệm mà em làm. Giống như video vừa rồi em vừa làm. Ở đây em xin trả lời câu hỏi đầu tiên của anh Hồ Đình Tuệ đến từ Nghệ An ạ. Là máy lọc nước pi có lọc từ nước giếng chưa? Qua lọc nào được không? Tức là nước pi này có thể lắp được nước giếng hay không, đúng không ạ? Với nước pi thì chúng ta sẽ lắp cho nước máy các anh chị nhé. Còn trong trường hợp mà nước giếng á thì các anh chị phải khảo sát nguồn nước đầu vào trước. Các anh chị cần phải được khảo sát nguồn nước đầu vào trước xem là có đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để mà lắp máy pi hay không. Nếu như trong trường hợp mà chưa đủ điều kiện thì công ty cũng có các cái giải pháp để các anh chị có thể nâng cấp cái nguồn nước giếng đó để mà lắp cái sản phẩm máy tạo nước pi này. Vậy nên là nói nước giếng vẫn hoàn toàn có thể lắp được máy tạo nước pi các anh chị nhé. Tiếp đến với các cái câu hỏi tiếp theo ạ. Có một anh tên là Nương, đúng không ạ? Anh hỏi là nước kiềm do máy tạo nước pi tạo ra thì khác gì so với nước của công nghệ RO? Thì trong cái phần khoảng hơn 30 phút vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu với các anh chị về sự khác biệt của nước pi với nước RO rồi, đúng không ạ? Trong trường hợp mà anh Nương vào sau, anh Nương chưa được theo dõi á, thì cuối buổi ngày hôm nay thì anh Nương có thể liên hệ với các cái bạn chuyên viên Thế giới lọc nước, có thể gửi cho anh cái video mà em làm thí nghiệm trực tiếp đấy, để cho anh có thể xem và hiểu hơn, để chúng ta có thể có một cái nhìn khác về cái sự so sánh giữa nước RO và nước qua máy tạo nước pi này anh chị nhé. Chị Vân Anh ở Nghệ An là máy tạo nước pi này có bảo hành như thế nào? Nước đầu vào sẽ là những nguồn nước như thế nào và máy có nước thải không?
Xin trả lời câu hỏi của chị Vân Anh như sau ạ. Tức là với máy tạo nước pi này thì sẽ được bảo hành 5 năm tại nhà trên hệ thống phần mềm toàn cầu của hãng chị nhé. Bảo hành 5 năm tại nhà trên hệ thống phần mềm toàn cầu của hãng. Tức là khi mà anh chị mua sản phẩm này thì sẽ được bảo hành 5 năm và sẽ được tức là lưu ở trên hệ thống phần mềm toàn cầu do hãng Biontech Hàn Quốc họ cung cấp. Nước đầu vào sẽ là cái nước máy và nước giếng khoan, thì nước giếng khoan phải kiểm tra trước khi mà lắp đặt. Rồi máy này thì không có nước thải chứ ạ, mà nó có một cái vòi đó, nó không gọi là nước thải bởi vòi đó chúng ta vẫn sử dụng được, đó là nước axit điện giải hay là còn gọi nước hoa hồng ấy, đúng không ạ, để chúng ta sử dụng để đánh răng, rửa mặt, gội đầu thì rất là tốt, thì rất là tốt. Ở đây nhà anh chị nào mà chúng ta có sản phẩm máy tạo nước pi ở gia đình rồi á, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể lấy cái nước đó để chúng ta rửa mặt, thì chỉ cần rửa mặt thôi ạ. Sau một lần rửa mặt là các anh chị cũng đã cảm thấy được rằng là nó khác biệt hoàn toàn so với nước thường là như thế nào rồi ạ. Ok, một câu hỏi tiếp theo đến từ anh chị có tên là Đặng Kim Lan, đúng không? Là vậy máy tạo nước pi này vượt trội so với máy có lắp bộ tạo kiềm Hero không? Vì giá mắc hơn nhiều và làm sao để thuyết phục được khách? Xin thưa với anh là với cái công nghệ mà lõi lọc ấy, mà tạo kiềm tạo Hero á, và cái công nghệ điện giải này là hai công nghệ khác hoàn toàn nhau anh chị nhé. Với cái lõi kiềm Hero kia là chỉ để khắc phục điểm yếu của Hero thôi, chỉ để khắc phục điểm yếu Hero là mất khoáng và giảm pH, đúng không ạ, nâng cao khoáng lên và tăng cường những cái hydrogen có trong nước, nhưng cái hàm lượng không thể cao được bằng nước pi các anh chị nhé. Đấy là điểm đầu tiên, là không thể cao được bằng nước pi. Ví dụ chỉ số hydrogen của nước pi các anh chị có thể thấy được là nó lên đến hơn 1000, rất là cao, chỉ số chất chống oxy hóa ấy, rất là cao. Và thứ hai nữa là về cái tính kiềm thì nó cũng bền vững hơn so với những cái nước kia, đúng không ạ, và điều đặc biệt là nó đã chia được nhỏ cụm phân tử ở nước để nó giúp thẩm thấu nhanh và thải độc nhanh. Một điểm khác biệt cuối cùng cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa cái máy tạo nước pi này so với các cái loại nước kia, đó là máy tạo nước pi có 8 loại nước khác nhau, đúng không ạ? Trong khi đó máy lọc nước mà tạo kiềm Hero á thì chỉ có một loại nước để chúng ta uống thôi, đúng không ạ? Trong khi đó là với máy tạo nước pi này thì có đầy đủ các loại nước, từ nước cho trẻ nhỏ, nước cho người lớn, nước nấu ăn, nước uống thải độc, rồi thì là gì ạ? Nước hoa hồng, nước axit điện giải để chúng ta sát khuẩn, đúng không ạ? Có rất là nhiều các loại nước khác nhau có trên cái máy này. Thì đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai công nghệ này anh chị nhé. À ok, ở đây có anh Duy Trần cũng có câu hỏi tương đương giống câu hỏi phía bên trên của chị Đặng Kim Lan. Em đã trả lời rồi ạ. À, có anh Đoàn ở Hồ Chí Minh có hỏi là tuổi thọ của máy pi thì là bao nhiêu năm, đúng không ạ? Tuổi thọ máy pi là bao nhiêu năm? Đấy thì xin thưa với các anh chị là tuổi thọ của máy tạo nước pi này á thì có tuổi thọ do nhà sản xuất công bố là trên 20 năm. Tuổi thọ trên 20 năm các anh chị nhé. Vậy nên là đối với một sản phẩm máy tạo nước pi, ví dụ như có mức giá 39 triệu chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là đến 95 triệu chẳng hạn. Thì nếu chúng ta chia đều chi phí ra trong vòng khoảng hơn 20 năm đó, chúng ta tính 20 năm rồi, thì chi phí đó không phải là chi phí cao, đúng không ạ? Đó không phải là chi phí cao và thậm chí đó là một chi phí rất rẻ để chúng ta sử dụng. Đó là chi phí rất là rẻ để chúng ta sử dụng, anh chị nhé. Chị Trang có hỏi là người bị ung thư có dùng được nước pi của BioNTech hay không? Thì xin thưa với các anh chị là với cái tế bào ung thư vừa rồi em cũng có nói về cái giải Nobel năm 1931 của Otto Hendrik Warburg ấy. Họ có nói đến là về cái tế bào ung thư thì nó ưa môi trường axit, trong khi đó tế bào khỏe mạnh ưa môi trường kiềm. Tế bào ung thư nó sống trong môi trường axit, trong khi đó nước này là nước kiềm, tức là chúng ta bổ sung vào những cái chất mà làm cho, tức là ngược lại cái môi trường sống của tế bào ung thư. Và đây cũng chính là một trong nước pi chính là một trong số những cái giải pháp để giúp phòng ung thư, chứ không phải là nước để chữa ung thư các anh chị nhé. Phòng và hỗ trợ điều trị, nên trong quá trình hỗ trợ điều trị á thì chúng ta sử dụng nước pi thì vô cùng tốt. Và hiện tại ở trên Zoom này thì em có thấy sự xuất hiện của chú Hiệp Hà ấy. Chú Hiệp Hà là một trong những người mà rõ nhất về cái điều này. Thì cháu xin mời chú Hiệp, chú có thể mở mic lên để có thể chia sẻ với anh vừa có câu hỏi ở đây á. Chị Trang có câu hỏi ở đây thì chú Hiệp có thể chia sẻ giúp cháu về cái câu chuyện của mình. Dạ.
Đấy là mở video chứ không phải mở mic. Dạ cháu mời chú Hiệp ạ. À, cháu có nghe được chưa? Dạ cháu nghe được rồi ạ. Mọi người nghe được rồi ạ. Có công việc gì cháu? À, tức là vừa rồi thì có một cái chị Trang này có một cái câu hỏi là đối với các bệnh nhân ung thư á, thì có sử dụng được cái sản phẩm máy tạo nước pi này không? Thì cháu cũng đang trao đổi với chị Trang là đối với chú Hiệp ấy, thì là một người mà trải nghiệm rõ nhất về cái công dụng như vậy. Thế nên là chú Hiệp có thể chia sẻ với các anh chị ở đây về câu chuyện của mình một chút được không ạ? Ok. Dạ. Thì xin trao đổi qua một chút với công anh với chị Ly ạ. À, chị Trang ạ. Trang rồi xin chào cả nhà. Thì cái việc mà trải nghiệm qua gia đình nhà mình ấy, thì có một cái là rất là nó thực tế, bởi vì cô là bị chứng bệnh không may mắc bệnh hiểm nghèo. Chính vì vậy mà đến bệnh viện Ung bướu Hà Nội thì các y bác sĩ ông nói cũng có coi như là tư vấn là gia đình nên sử dụng nước pi hàng ngày để cho nó có việc mà thanh lọc cơ thể và nó trung hòa được axit. Thì việc đó hàng ngày đó thì mình rất là may mắn là được công ty hỗ trợ lắp đặt cho cái máy pi vào trong bệnh viện để sử dụng. Và cái việc trong quá trình sử dụng đó thì người bệnh nhân ở trong phòng đều phải đi mua nước pi một cái chai rất là nhỏ, khoảng năm nửa lít ấy, 500ml ấy, về hàng ngày họ uống. Thì một người cứ hàng ngày mua mấy chai nước như vậy về với giá thành là 5-6 nghìn vào cái thời điểm đó. Thế thì giá thành nó là rất đắt, nếu như hàng ngày mà mua như vậy là mất 200-300 nghìn bạc tiền nước, mà mỗi một tháng phải 5-6-7 triệu vào tiền nước thì mới một năm phải mất vài chục triệu thì bằng tiền một cái máy. Trong khi cái máy mình mua về thì có thể là cả gia đình sử dụng là rất là tốt, nhưng mà cái việc mà mua nước cái kia nó chỉ giải đáp giúp cho một người bệnh nhân sử dụng mà thôi. Thế nên cái việc nước pi mà hỗ trợ về việc này công anh vừa mới giải thích rất là kỹ rồi. Bởi vì là nó cụm phân tử nước nhỏ thì thẩm thấu nhanh vào trong cơ thể thì nó giúp cho thanh lọc tế bào trong cơ thể, đúng không? Hai nữa là nước pi thì là nó cái chất chống oxy hóa là rất là cao. Hai nữa là nước kiềm thì nó trung hòa được cái axit, mà dư axit thì sinh ra bệnh mà. Cho nên trung hòa axit thì ngăn ngừa bệnh. Cái đấy thì có người mà bệnh nhân nặng rồi uống thì là rất là tuyệt vời. Nếu như là bệnh như gút tiểu đường mà máu mà như ung thư thì đấy, chẳng hạn như bà xã nhà mình thì dùng qua cái nước này thì thấy là rất hiệu quả, là rất cao. Nay là cô cũng thay đổi được rất là nhiều rồi. Xin cảm ơn chương trình nhá. Con ạ. Dạ vâng ạ, cháu xin cảm ơn chú Hiệp. Có nghe không? Có nghe thấy chú Hiệp ạ. Cũng rất là cảm ơn chú Hiệp trong cái phần chia sẻ vừa rồi, để cho các anh chị cũng có một cái góc nhìn khác. Đó là vâng, xin chào cô ạ. Đây, nhân chứng sống đây. Người sử dụng nước pi. Xin chào công anh và xin chào cả nhà. Đang xem buổi live hôm nay. Thì từ Quảng Trạch trở về và hôm nay được ngồi đây đó là cũng là rất là vui và hạnh phúc. Trong vòng mấy năm mà cô bị bệnh thì cô cũng đã sử dụng cái nước pi, nước kiềm này hàng ngày, và cô thấy cái sự thải độc của nó rất là tốt với cô. Và đến bây giờ cái này là cô cũng cảm ơn công ty cũng đã cho cô biết đến cái dòng máy lọc nước kiềm này, và cô cũng đã làm nhà phân phối tại thành phố Thanh Hóa, và bây giờ cô là bệnh nhân nhưng mà cô cũng lan tỏa được rất là nhiều người biết đến cái nước kiềm này để sử dụng phòng ngừa bệnh tật, và những người bệnh ung thư giống như cô cũng đang lan tỏa rất là nhiều đấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô Hà, cháu cảm ơn chú Hiệp. Trong cái phần vừa rồi thì cô Hà, chú Hiệp cũng đã chia sẻ về một cái câu chuyện thực tế, đó là chính cô Hà là một người mà đã bị bệnh ung thư rồi, và hiện tại thì cô Hà cũng đã trong cái đợt gần nhất mà đi xét nghiệm thì cũng không còn xuất hiện tế bào ung thư nữa, đúng không ạ? Thế nên là cũng xin được chúc mừng cô chú ạ. Và đây cũng chính là một cái tin rất là vui, rất là mừng, bởi vì là chính cái sản phẩm nước pi này nó hỗ trợ cho cô Hà, tức là một trong số những cái sản phẩm hỗ trợ trong cái quá trình mà chống chọi với bệnh tật vừa rồi. Xin cảm ơn cô chú. Em xin phép được chuyển sang một câu hỏi tiếp theo của các anh chị nhé. Là cái máy này có lắp được với nguồn nước mưa hay không? Thì xin thưa với các anh chị là với nước mưa ấy, thì nó sẽ có các cái độc tố, đặc biệt là với nước mưa thì có độ pH rất thấp.
độ pH rất thấp, tức là tính axit rất là mạnh. Thế nên là đối với nước mưa á, thì tùy vào cái ở số vùng, tùy ở các vùng khác nhau. Có vùng thì cái độ pH nó thấp quá nên là bắt buộc là chúng ta lại phải có một giải pháp để nâng pH từ đầu vào trước khi mà cho vào máy tinh. À, nhưng tuy nhiên là công ty Euromed Việt Nam là đơn vị mà đang có lợi thế về cái việc đó, tức là công ty thì có trên 10 năm làm về lĩnh vực lọc nước rồi. Thế nên là công ty cũng có đầy đủ những cái giải pháp cho các anh chị, kể cả các anh chị mà đang sử dụng nước mưa muốn lắp máy tạo nước pi Biontech này, các anh chị ạ. Anh Hưng Nguyễn 02 là khách hàng mua máy tạo nước pi thì công ty có hỗ trợ lắp đặt cho khách và lõi lọc thì thời gian bao lâu phải thay, thì linh kiện bán ở đâu? À, thì khi mà khách hàng mua cái máy tạo nước pi này á thì sẽ được hỗ trợ lắp đặt miễn phí các anh chị nhé, miễn phí lắp đặt trên toàn quốc. Và cái lõi lọc ở trên máy tạo nước pi á thì sau khoảng 4.000 lít nước thì chúng ta sẽ phải thay một lần. 4.000 lít nước các anh chị nhé. Ở trên màn hình của cái máy tạo nước pi sẽ có cái chỉ số của lõi lọc. Chỉ số lõi lọc này sẽ bắt đầu từ 3 số 0 và sẽ kết thúc ở 3 số 9, tức là nó chạy đến 999 thì là lúc đó chúng ta phải thay lõi lọc. Lúc đó chúng ta phải thay lõi lọc. Và lúc đó mà thậm chí chúng ta cố tình không thay ấy, thì nó tự động đóng hệ thống, nó không cho chạy nữa. Lúc mà nó báo thay thì nó sẽ báo cho mình bằng giọng nói nó và nhạc, tức là nó sẽ báo liên tục là train filter để thay. Khi mà chúng ta thay lõi nhái vào, nó cũng báo luôn là fake filter và nó tự động đóng hệ thống, nó không cho chạy nữa. Thì đó là những cái đặc biệt ở trong cái sản phẩm này. Thì thay lõi đây chính là cái lõi, đây chính là cái lõi lọc của Biontech Hàn Quốc, bao gồm có 7 cái tầng lọc, 7 tầng lọc khác nhau. Trong đó cái tầng quan trọng nhất ấy, đấy là cái sợi hollow fiber này, là cái sợi mà giúp ngăn chặn những cái vi khuẩn virus có trong nước. Đó chính là cái phần hollow fiber này, tức là nước sau khi mà đi qua lọc này thì nước cũng đã đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp từ đầu vòi. Nhưng tuy nhiên là chúng ta còn có bộ phận điện giải nữa, đúng không? Bộ phận điện giải thì nó sẽ giúp làm thay đổi cái tính chất của nước, để giúp cái nước này nó biến đổi thành cái nước tốt, có lợi cho sức khỏe của mình, đúng không ạ? À, và khi mà anh cần thay thế á, thì anh có thể mua ở các cái điểm bán, đó là các cái cửa hàng thế giới lọc nước, thì hiện tại cũng có đến hàng trăm các cửa hàng ở trên toàn quốc, cửa hàng thế giới lọc nước rồi anh nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có thể mua ở các đại lý đó. À, chị Nguyễn Thị Huệ có hỏi là nước kiềm do máy tạo nước pi tạo ra có khác gì so với máy lọc nước nano Watech? Cái máy lọc nước nano á, thì cái phần lõi lọc này của máy tạo nước pi nó cũng được gọi là công nghệ nano, bởi cái màng lọc của nó có kích thước khe hở là nanomet, chị Huệ ạ. Thì khi mà qua, tức là nó sẽ khác hoàn toàn, là nó có thêm nguyên cả một bộ phận điện giải nữa. Ngoài cái việc mà lọc nước ra thì nano chỉ có lọc thôi. Còn cái này công nghệ điện giải, tức là ngoài lọc nước giống công nghệ nano giữ nguyên khoáng ra, thì nó có bộ phận là bộ phận điện giải nước. Và giống như em nói, bộ phận đó là bộ phận chiếm 95% cái giá trị của máy này. Và nước này nó có tốt hay không thì nhờ cái bộ phận điện giải đó, nó làm thay đổi cái tính chất của nước để giúp cho nước nó trở thành nước tốt, chị nhé. Chú Hồng ở Nghệ An là nếu lấy nước liên tục, chất lượng nước trước và sau có khác gì nhau không? Khi mà lấy nước liên tục ấy, thì chất lượng nước của ngay khi chúng ta bắt đầu lấy và đến khoảng 10 lít sau ấy, thì đến 20 lít sau thì chất lượng không hề khác, chú Hồng nhé, không hề thay đổi. Nhưng tuy nhiên là theo nhà sản xuất khuyến cáo thì chúng ta khi mà lấy nước ra ấy, chúng ta lấy khoảng 10 lít nước một lần, sau đó chúng ta phải đóng lại để cho máy nó tự động sục rửa, để nó bảo vệ máy, nó làm sạch những cái bộ phận ở bên trong máy, đúng không ạ? Để tránh cái trường hợp mà chúng ta lấy quá lâu, tức là khi mà nó đã những cái cặn bẩn nó đã bám ở bên trong lâu quá rồi mà không thể tự động sục rửa được, thì là trong quá trình về sau đó thì máy nó sẽ bị bám cứng những cái chất bẩn ở đó. Thế nên là nhà sản xuất họ khuyến cáo là chúng ta lên lấy 10 lít nước, sau đó chúng ta lại để dừng lại để cho máy nó sục rửa. Máy này sau khoảng 10 lít nước thì nó sẽ tự động sục rửa một lần. Và cái công nghệ tự động sục rửa ở đây, máy này hiện tại đang giữ cái công nghệ sục rửa cao nhất, đang có patent, tức là bằng phát minh sáng chế riêng về công nghệ sục rửa máy tạo nước pi đối với Biontech Hàn Quốc. Đó là công nghệ sục rửa bằng sóng âm đa chiều, các anh chị nhé. Sóng âm đa chiều. Anh Hồ Đình Tuệ thì anh có đặt câu hỏi là máy này một ngày tạo ra được bao nhiêu lít nước, đúng không ạ?
Thì với cái máy tạo nước pi này ấy, thì công suất của nó trung bình là khoảng 2 lít trên phút anh chị nhé. 2 lít trên phút tức là trung khoảng 120 lít trên 1 giờ đấy. 120 lít trên giờ. Thế nên là một ngày chúng ta sử dụng mà cho phục vụ cho việc sinh hoạt gia đình ấy, là nấu nướng rồi là uống thì là hoàn toàn có thể đáp ứng thừa anh chị nhé. Thừa có thể đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta bởi 120 lít trên 1 giờ đấy. Thì trung bình một hộ gia đình nếu mà một ngày sử dụng vào uống và nấu ăn ấy, thì trung bình chỉ có khoảng 10 lít thôi các anh chị ạ. Thì khoảng 10 lít một ngày. Trong khi đó là cái này 120 lít trên giờ ạ. Rất là nhanh. Ở đây thì có thấy rất là nhiều các anh chị gửi lời chào. Gửi lời chào và gửi lời cảm ơn đến chú Hiệp. Chú Hiệp ở Thanh Hóa đấy ạ. Ở trong phần comment đấy ạ. Thì trong cái phần chia sẻ vừa rồi của chú Hiệp thì cũng có rất là nhiều các anh chị gửi lời cảm ơn cô chú. Dạ. Chị Vân Anh ở Nghệ An có một câu hỏi nữa là các cái máy tạo nước pi của hãng có mức giá khác nhau thì chất lượng nước pi của các dòng máy có khác nhau không? Và các dòng máy có chức năng khác nhau thế nào để có thể có các mức giá khác nhau? Ok, thì chúng ta sẽ xét về ba cái phần chính nhất. Đối với bất cứ một cái máy tạo nước pi nào thì đều bao gồm có ba cái bộ phận. Bộ phận đầu tiên là bộ phận lọc nước. Bộ phận thứ hai là bộ phận điện giải nước. Chúng ta vừa tìm hiểu cấu tạo rồi đúng không ạ? Và phần thứ ba nữa là cái phần PCP, tức là cái phần mà điều khiển để cho cái máy này nó hoạt động. Thì nó bao gồm như vậy, bao gồm có ba phần như vậy. Thì nó sẽ khác nhau như này ạ. Ở cái phần lõi lọc ấy, thì giống như nhau, tương ứng giống nhau, nhưng quan trọng nhất là phần điện giải nước là cái phần mà nó tạo nên cái giá trị của máy này ấy. Thì với những cái máy ví dụ 39-45 triệu thì nó có 5 bản cực điện giải, máy 54-59-69 triệu thì có 7 bản cực điện giải, trong khi đó máy 95 triệu thì có đến 9 bản cực điện giải. Thế cái số lượng bản cực điện giải nhiều hơn như vậy thì tốc độ điện giải mạnh hơn và nhanh hơn, nó sẽ giúp gì ạ? Tạo ra nhiều chất chống oxy hóa hơn, tạo ra nhiều chất chống oxy hóa hơn. Thì chất chống oxy hóa cũng chính là một trong số các đặc tính mà cực kỳ đặc biệt có trong nước pi, đúng không ạ? Tạo ra hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh hơn. Thì đó là sự khác nhau giữa các cái model. Ngoài ra thì có một điểm khác biệt nữa liên quan đến PCP điều khiển. PCP điều khiển ở đây là gì ạ? Là ví dụ như một số cái máy ví dụ 39-45 triệu thì các phím bấm bằng cơ, đúng không ạ? Các phím bấm mềm ấy, bằng cơ ấy. Trong khi đó là các cái máy từ 54 triệu trở lên thì phím bấm cảm ứng rồi nó lại trang bị thêm cả màn hình LCD để hiển thị độ pH của nước, hiển thị chỉ số của lõi lọc, hiển thị cái áp lực nước đầu vào là bao nhiêu. Hiển thị rất là nhiều cái chỉ số, rồi hiển thị cả số điện thoại service, tức là số điện thoại sửa chữa, trung tâm bảo hành của hãng lên cái màn hình hiển thị đó khi mà máy nó gặp vấn đề gì đó. Các anh chị nhá, thì đấy chính là cái điểm khác biệt giữa các cái model máy khác nhau. Dạ không biết là hiện tại có anh chị nào mà chúng ta có câu hỏi nào nữa không ạ? Các anh chị chúng ta có câu hỏi nào thì chúng ta vui lòng đặt ở dưới phần chat đi các anh chị nhá, để em có thể nhìn và giải đáp thắc mắc của các anh chị. Và trong cái thời gian mà chờ các anh chị chúng ta có cái câu hỏi khác ấy, thì em xin phép được công bố về một cái chương trình khuyến mại đặc biệt duy nhất ở trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay dành cho tất cả các anh chị mà đang có mặt trong Zoom này. Hiện tại thì đang có 54 anh chị đúng không ạ? 54 anh chị, cả em là 54. Thế nên là hiện tại còn 53 anh chị ở đây. Trong số 53 anh chị ở đây mà anh chị nào chúng ta tức là quan tâm đến cái sức khỏe của mình và gia đình ấy, và sẵn sàng đầu tư cái sản phẩm máy tạo nước pi này ngày hôm nay, thì em xin phép được công bố một cái chương trình là các anh chị sẽ được khuyến mại lên đến 3.100.000 các anh chị nhé. Sẽ có các sản phẩm khuyến mại lên đến 1.300.000 khi mà các anh chị mua cái máy tạo nước pi này bất kỳ. Khuyến mại đầu tiên sẽ có bao gồm có hai phần. Phần khuyến mại này sẽ bao gồm có hai sản phẩm khuyến mại kèm theo các anh chị nhé. Sản phẩm khuyến mại đầu tiên đó chính là cái sen vòi Pure này. Sen vòi Pure này là sen vòi massage đúng không ạ? Sen vòi giúp chúng ta massage da, giúp tăng ion âm khi mà chúng ta tắm, phải giúp bảo vệ sức khỏe đúng không ạ? Giúp chúng ta thư giãn hơn khi việc chúng ta đi tắm. Thì đây chính là sen vòi Pure Hàn Quốc. Ngoài cái sản phẩm sen vòi Pure Hàn Quốc này được tặng kèm ra thì các anh chị cũng sẽ được tặng kèm cái bộ này.
bộ Ecomark 3 trong 1. Ecomark 3 trong 1 để chúng ta lắp bồn rửa, chậu rửa. Để chúng ta lắp bồn rửa, chậu rửa để nâng cao cái nước sinh hoạt. À, cái bộ này thì các anh chị hoàn toàn chúng ta có thể lắp ở trước gì ạ? Trước những cái vòi để chúng ta rửa rửa chén, rửa bát ấy. Rồi trước cái vòi chúng ta đánh răng, rửa mặt. Đúng không ạ? Rồi trước cái vòi sen để chúng ta có cái nước vừa gì ạ? Tức là rửa rau, rửa bát, rửa chén hay là đánh răng, rửa mặt, đạt tiêu chuẩn nước máy thế giới. Bởi vì cái Ecomark này nó sẽ giúp nâng cấp cái nước máy lên đạt tiêu chuẩn nước máy thế giới các anh chị nhé. Nên đây chính là combo hai cái sản phẩm, combo hai cái sản phẩm mà sẽ được tặng kèm khi mà các anh chị chúng ta mua cái sản phẩm máy tặng nước quy này trong thời điểm từ bây giờ. Thời hạn chương trình sẽ diễn ra từ thời điểm bây giờ cho đến 6 giờ chiều ngày mai các anh chị nhé. Từ thời điểm bây giờ cho đến 6 giờ chiều ngày mai thì chúng ta sẽ được tặng một combo sản phẩm. Đó là combo mang trị giá là 3.100.000. Giống như em vừa chia sẻ đó, xem vào Pure Rain và sản phẩm máy lọc nước Ecomark, đúng không ạ? Các anh chị mà chúng ta lên đơn hàng, đặt hàng ấy, thì các anh chị nốt giúp em cái phần thông tin. Đấy là Zoom mùng 2 tháng 10 các anh chị nhé. Các anh chị mà muốn được khuyến mại ấy, thì các anh chị lên đơn hàng thì các anh chị báo với các bạn chuyên viên Thế Giới Lọc Nước, thì các anh chị có thể để lại thông tin là Zoom mùng 2 tháng 10, đúng không ạ? Zoom mùng 2 tháng 10. Thì các anh chị có thể nốt thông tin như vậy. Anh Đoàn ở Hồ Chí Minh có câu hỏi là độ pH thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu, đúng không ạ? Độ pH thì thấp nhất đối với máy này là từ 3 đến 3,5. Khoảng 3 đến 3,5. Còn độ pH cao nhất là khoảng 10 cho đến 10,5 các anh chị nhé. Dạ, không biết là các anh chị có câu hỏi nào nữa không ạ? Ok, nếu các anh chị không có câu hỏi nào nữa thì em xin phép được giao lưu với một hai anh chị trước khi mà chúng ta sẽ kết thúc với chương trình trong buổi ngày hôm nay. Em xin phép được giao lưu với lại anh Thoáng ạ, anh Nguyễn Khắc Thoáng. Rồi, ok, xin chào. Dạ, anh. Vâng. Anh Thoáng đến từ tỉnh nào đấy ạ? Mình đang ở Bến Tre anh. À, vâng ạ. Ngày hôm nay thì anh tìm hiểu sản phẩm máy tạo nước pi, thì nếu mà để nói về ba cái điều mà anh ấn tượng nhất về cái nước pi này, ba cái mà anh nhớ nhất, đấy là ba điểm gì ạ? Điểm đó là cái chất tạo phân tử nhỏ, chất chống oxy hóa cực mạnh này. Vâng ạ. Và thì, cái vấn đề là pH á. À vâng, dạ. pH là kiềm đúng không ạ? Đúng ok, rồi. Đấy là ba cái điểm mà anh Thoáng cảm thấy ấn tượng ở trong buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Là có chất chống oxy hóa mạnh, là nước có cấu trúc cùng phân tử nước nhỏ và độ kiềm đúng không ạ? Thì đó cũng chính là những cái mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bằng số thí nghiệm mà vừa rồi em có làm đấy đúng không ạ? Rồi, cảm ơn. Ok, em cảm ơn anh Thoáng ạ. Và hiện tại thì em xin phép được giao lưu thêm với một anh chị nữa đấy ạ. Trước khi chúng ta kết thúc, em giao lưu với chị Nguyễn Thị Sĩ đi ở Hà Nội đi ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chị ạ. Và không biết là chị Sĩ có tham dự được từ đầu cho cuối chương trình không ạ? Có vào muộn nữa một chút thôi ạ. À vâng, nhưng mà cũng kịp để xem các cái thí nghiệm đúng không ạ? Xem. Dạ vâng ạ, thế thì khi mà nói về cái điểm ấn tượng nhất, hai điểm thôi ạ. Hai điểm ấn tượng nhất thì không biết là chị Sĩ sẽ lựa chọn hai điểm gì? Vâng, cái máy lọc nước pi này thì ấn tượng nhất vì khi thấy cái bác mà bị ung thư đấy, bác sử dụng mặc có tác dụng rất là tốt đối với người bệnh. Và cái thứ hai là khi mà mình sử dụng thì nó có tác dụng rất nhiều đối với người sử dụng. Ví dụ như là tạo ra nước hoa hồng này, rồi là mình có thể gội đầu này, rồi sử dụng rất là tốt cho việc rửa hoa quả các thứ ấy. Mình rất là ấn tượng với những cái tác dụng tốt như thế. Vâng ạ. Vậy thì không biết là chị có mong muốn để sở hữu một cái sản phẩm máy tạo nước pi như này ở trong gia đình của mình không? Có, mình cũng rất là muốn mong muốn là sử dụng cái máy này, bởi vì nó tạo điều kiện cho mình, cho sức khỏe của mình tốt lên, thì tội gì mà mình không sử dụng. Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Thì trong cái chương trình ngày hôm nay là một cái chương trình mà các anh chị cũng có cái cơ hội để chúng ta được sử dụng cái sản phẩm máy tạo nước pi này với kèm theo những cái phần quà hết sức là giá trị do nhà cung cấp tặng với các anh chị, đó là vừa có sen vòi giúp chúng ta có sen vòi tắm massage, vừa có cái sản phẩm EcoMax để chúng ta nâng cấp cái nước sinh hoạt ở gia đình của chúng ta lên, đúng không ạ? Tổng trị giá lên đến 3,1 triệu các anh chị nhé. Tổng trị giá lên đến 3,1 triệu. Và hiện tại thì cũng hết các câu hỏi của các anh chị rồi. Thì không biết là các anh có anh chị nào mà mong muốn được chia sẻ hay là mong muốn giao lưu với lại tất cả các anh chị ở đây không ạ? Các anh chị mong muốn chia sẻ gì và mong muốn giao lưu gì thì chúng ta có thể mở mic lên trước khi chúng ta kết thúc chương trình ạ. Dạ vâng ạ, nếu như mà các anh chị không có chia sẻ hay là không có cái mong muốn gì thì em xin phép được kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay ở đây. Và các anh chị hãy nhớ rằng là chúng ta có một cái chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy các anh chị nhé. Đó là hai sản phẩm đi kèm với tổng trị giá là 3,1 triệu. Khi mà chúng ta đặt hàng từ thời điểm bây giờ cho đến 6 giờ chiều ngày mai, 6 giờ chiều ngày mai với cái nốt thông tin là Zoom mùng 2 tháng 10 các anh chị nhé. Zoom mùng 2 tháng 10 để chúng ta nhận được những cái phần quà như trên. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã đón xem ở trong cái buổi chiều ngày hôm nay, đón xem về cái sản phẩm vô cùng đặc biệt, sản phẩm máy tạo nước pi của Biontech Hàn Quốc. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong một chương trình gần nhất. Đã. Xin chào các anh chị. Cảm ơn các anh.